Con dính vô từ hồi lúc mà con học lớp 10 rồi. Lúc tới lớp 10 mình nó phát hiện ra hả? Con phát hiện ra. Cái tự nhiên cái lớp 12 con bỏ học luôn. Nhưng mà chú hỏi thì đừng giận nha. Học cuối lớp 12 con mới bỏ học. Nhưng mà chú hỏi thì đừng giận nha. Khi dạ. con phát hiện từ con lớp 10 đổ lên đúng không? Dạ. Nhưng mà từ lớp 10 á con có cái bạn gái không? Ví dụ. Dạ không chú. À không luôn nhưng mà không. Khi mình lên lớp 10 bắt đầu mình có phát hiện ra cái bạn. Dạ. Không nhưng mà từ cái lớp nhỏ là lớp 8 9 là con đã mê trai rồi. Chỉ còn mình coi là như vậy thôi. Chỉ còn mình coi là vậy thôi chứ chú. Chú đừng có cười đó là con ngại đó chú ơi. Wow. Hello mọi người, lại là Vivi đây. Mở em mở con người của em phải đang lo được lại cái gì. Hôm nay anh Khoa nói trở lại với em này. I don't care. You know? I don't care. Trời ơi, em mắc bán muốn chết luôn anh Hưng ơi. Cách này rất là đông nha mọi người. Đồng. Ở đây khách cũng ngồi lại đây. Hôm nay cá nhân chiên bỏ trận nha mọi người. Đây sẽ cá nhân chiên nha mọi người. Cô Phương ngồi phía trong nha. À, mọi người biết tin tức ngày mai chưa? Ngày mai mọi người nhớ ra ăn cái viên chiên. Ngày mai có 5 con cá bắt má nó lên, nó làm lộ cho mọi người nha. Rồi những tiếp mục là Vivi, Gia Hân, Thu Phương và Phi Nhung Pha Ke. Cú trường nữa, 5 người cho mọi người nha. Ý cho ngày 17 tháng 5 cho mọi người. Phi Nhung, dạ. Mai em quá thân là anh gì? Dạ có, ngày mai sẽ biết cho mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người đã xem dõi kênh YouTube của anh Hân Trần Bất Cứ Sồn nha. Không bật mí hả trời? Ngày mai sẽ tiết lộ cho mọi người nha. Ban hành còn cảm ơn mọi người đã nay chúng ta đủ nhiều người trang điểm không? Có hai người trang điểm đủ. Bây giờ có tất cả chị tham gia nói là em một là do lo mọi người có trường hai người chị sang chị sắp xếp ở bên chị để bán xong rồi. Đó đang chuẩn bị kiếm người trang điểm mọi người. Kiếm mời trang điểm chuẩn bị cho ngày mai á. Ngày mai đảm bảo mọi người ra ăn cá viên chiên ở đây là vui vẻ. Bắt đầu từ khoảng 6 rưỡi mọi người. Hello à. Bữa nay bán cũng lay gà nha. Anh Hưng lay chim đó. Còn ngày mai mọi người hãy nhớ đón theo tập tiếp theo nha. Tiếp theo cái viên chiên nha mọi người, là ngày mai tại quán cái viên chiên của tụi em là sẽ quá trang. Tất cả nhân viên ai mà BD là sẽ quá trang thành 1000 con gái hết. Mai trang điểm là chuẩn bị mấy giờ? 5 giờ. Mình làm sẵn một bớ mình để đây luôn. Đây là ngày mai mình tắt bớt. Bớt được. Bây giờ không lấy mặt tiền. Ai chụp. Ok, cảm ơn em. Hai ai bán nhà? Mai em muốn biết nữa về bây giờ. Giờ Thu Phương nó nói mai là em nó đứng bán luôn. Rất là nóng luôn. Em nói thiệt nóng lắm. Thôi chịu cầm ngày, chết luôn rồi. Bây giờ rồi. 250 đâu nè Vy. Vy ơi. Cắt biển vô nha mọi người. Đó. Có gì phun cho ấm á. Ấm áp rồi. Mấy người anh. Em có hết rồi. Dạ cái máy đi chơi nè chị. Mai cho em dạy gái. Mai cho lớp mai cái này cô mới chơi lụt nghèo. Khách vô quá trời kìa anh Phan, nguyên phải đòn luôn. Chốt chứ sao? Dạ, cho tôi xin đi. Bả vô anh nè. Ở nhà em hả, sáng ngủ dậy á,
em mới mở cửa ra, em mang rác ra, mấy nhỏ con gái tới nhà em hôn em chục luôn. Thôi rồi. Nó ôm em luôn. Là qua quá. Em đóng cửa nhà luôn. Em không dám bước ra nhà luôn. Em để cho buổi tối em dám bước ra khỏi nhà. Chú em nó canh con ra, nó ôm con. Mấy đứa gái á. Ngưỡng mộ mình. Con thích mà. Đúng rồi. Anh đâu biết không? Em bị mấy đứa gái hung riết như giờ nổi với gà chơi. Trai hung thì được hả anh? Ừ. Gái hung nổi với gà đúng rồi. Nổi với gà chơi. Sáng con mới dậy con quét nhà trước cửa nhà con, cái mang rác ra cái mấy đứa gái nó anh quá quá. Nó nhảy vô nó ôm con như nè. Ba chú hỏi này với ba. Dạ chú hỏi đi ạ. Con đậu học của con tới đâu rồi? Dạ 12. Dạ trên 12. Nhưng mà con đang tính thi đại học, nhưng mà tại vì con mê chơi quá, con bỏ học bị vị nhà con chửi quá trời luôn. Như là mê chơi là bỏ học gian dở luôn. Dạ, đáng lẽ con thích sự thi lên đại học rồi. Dạ. Quá tiếc luôn á. Dạ, ở nhà con chửi con, cái thằng mê chơi. Không, mai mốt có tính học bổ túc đại học lại á. Con đang tính đăng ký học lại đại học hô tết đó chú. Hô tết. Đại học công nghệ. Con phải công nghệ. Công nghệ là ngành gì anh Khoai? Nếu mà anh chọn. Tính học anh. Tính học. Em phải tính học. Bấm vi tính đồ ha, chơi game đồ ha anh Khoai ha. Dạ không, em học về nhà trình lập viên á. Trình lập viên với lại cái gì đó gọi là cái gì? Trình lập viên với cái gì để làm văn phòng á anh. Vi tính văn phòng. Dạ. Anh Khoa có nghĩ là học cái đó là anh Khoa chế máy bay, chế tạo cái này kia không? Không anh ơi, em chỉ học về văn phòng thôi. Mà em đang tính đăng ký lại, nhưng ta nói lớn tuổi học không có vô đâu. Nhưng mà ước nguyện của anh Khoa ngày xưa nếu mà học tiếp tục thì chọn nhất là cái ngành gì? Vậy đó, con nguyện tính đó cho chú. Nhưng mà con tại cái tật giờ, tại lúc đó là con học lớp 12. Tự nhiên con dính vô cái đồng tính. Con lúc dính vô từ hồi lúc mà con học lớp 10 rồi. Lúc tới lớp 10 mình nó phát hiện ra hả? Con phát hiện ra. Cái tự nhiên cái lớp 12 con bỏ học luôn. Nhưng mà chú hỏi thì đừng giận nha. Học cuối lớp 12 con mới bỏ học. Nhưng mà chú hỏi thì đừng giận nha. Khi dạ. Con phát hiện từ con lớp 10 đổ lên đúng không? Dạ. Nhưng mà từ lớp 10 á, con có cái bạn gái không? Ví dụ. Dạ không chú. À không luôn, nhưng mà không luôn. Khi mình lên lớp 10 bắt đầu mình mới phát hiện ra cái bạn. Dạ. Không, không, nhưng mà từ cái lớp nhỏ là lớp 8, 9 là con đã mê trai rồi. Con mê trai chết tì lì luôn cái nhà đấy. Mày lo mày học hết lớp 12 cho tao. Mày không học lớp 12 mày ra khỏi nhà. Lúc đó có mặt đầm chơi búp bế gì không? Em chơi búp bế luôn. Anh không chừng biết. Em quay hả? Đâu quay hả? Em chơi búp bế luôn. Em mua vải, em may búp bế luôn. Lúc đó em mê búp bế rồi. Lúc mà anh Khoa kết thúc lớp 12 là Khoa học trường nào Khoa? Dạ, con học bên trường Nguyễn Du. Ở bên Bắc Hải á. Cái trường Nguyễn Khuyến nữa. Nguyễn Khuyến ở gần đây. Như cái thành phố Hồ Chí Minh mình là cái trường giỏi nhất là trường Lê Hồng Phong đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó trường đại học. Trường đó trường chuyên của Sài Gòn. Trường chuyên. Cả thành phố. Trường đó trường học. Cái đó trường này hồi xưa là của Pháp ấy thưa chú. Giỏi lắm mới vô được cái trường đó. Giỏi lắm mới vô trường đó. Mà tại xưa con mê chơi quá, con mê con vô giới tính này. Cái tự nhiên cái con bỏ từ lớp 12, cuối lớp 12 bỏ. Cái bị ở nhà chửi quá trời luôn. Mà anh Khoa còn nhớ là anh Khoa học giỏi nhất là môn nào không? Dạ con học giỏi nhất là môn lịch sử với môn văn. Bởi vì cái lời nói thiếu quá. Lên mạng nói chung cho ai cũng khen. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Con cảm ơn chú nhiều nhưng mà cô giáo con cũng khen con ấy. Ông này mà học văn thì ra ngoài chỉ chắc là sau này là một ông luật sư hay gì đây. Khoa phát hiện Khoa có người yêu thì lúc bao nhiêu tuổi? Em, thật sự ra em coi anh Thân Trần như là một người anh, con coi chú như một người cha.
thì em cũng dám dám dối không chờ. Thật sự ra cái lúc em chưa quen ai hết là em lúc đầu đó là em ra cùng công gia đình thôi, em đi tập thể dục buổi sáng với lại bạn bè trong lớp thôi. Không có một người, muốn có một người yêu thật sự đến với em không muốn đi chơi nữa. Ai đồ nè anh? Có đồ nào không biết ông nổi tiếng rồi. Ông nổi tiếng rồi. Ủa nhưng mà anh hình như em nghe BB nói là anh là anh là bồ cũ của BB đúng không anh? Có không anh? Thôi rồi bồ cũ luôn, ảnh bỏ BB rồi. Bỏ rồi hả? Ảnh mới nói anh bỏ rồi. Tại vì em nghe BB nói rồi. Quay nữa. Ngồi anh em mình tâm sự luôn, đừng có quay nữa. Giờ BB tự do rồi, đâu có gì đâu. Cái giờ chú. Mệt quá. Ủa ông đi đâu à? Đi chơi. Ai đi về? Ủa nhà ở đây mà. Nhà ở đây mà. Anh anh ba mà ngày xưa mà đừng có mê chơi nữa mà học tiếp nữa. Không, trời chú ơi, con thì chú không hiểu sao con mê trai quá chú ơi. Cái chuyện mình mê trai cái chuyện đó thì là giới tính rồi nè. Đúng rồi. Dạ. Con nhảy vô cộng đồng này chứ không bỏ học luôn. Và ngày mai nè, anh ba có dự định là quát dạ thưa chú, hôm nay là chú đang trai đang chú, em thưa anh hai, em thưa anh chàng. Là ngày mai em con xin tới chú và con thưa với chú là ngày mai con sẽ có một bộ tóc con gái thật dài đẹp lắm, con đặt sẵn rồi ở cách mạng 8, ngày mai con lấy luôn. Ngày mai họ sẽ làm cho con luôn, nhưng mà con sợ là con make up không biết được hay không thôi. Mai anh qua sớm mà 5 giờ qua đây rồi, qua trang điểm. Mà không có đồ con gái. Có, thầy Phương đã quy hoạch cho ở đây luôn mà phải. Qua mà đây con cái chỗ đó nó đòi trang điểm cho con luôn à. Con với dần lụa hơn đang lụa hai bên kia nó cũng đòi trang điểm cho con, tại con mua bộ tóc giả dài xuống dưới tút ở dưới vai nè, dài xuống tới đây luôn, đặt sẵn là bộ đó là khoảng 1,5 triệu á. Thu Phương giỏi nha ba. Dạ Thu Phương giỏi. Chị Thu Phương dễ thương lắm á. Chị Thu Phương thương con lắm. Gì vậy? Sao vậy? Cúp điện nữa hả? Hôm qua cúp điện. Ê cái bóng bị hư kìa. Có ngày nào cũng qua. Bóng bị hư kìa, chập điện kìa. Sao? Ê cái bóng, anh ơi, cái bóng bị gì kìa? Ba đi chơi về trễ quá, về không được. Dạ không, nhà không, con có chìa khóa riêng. Cái phòng con nằm ở dưới nhà. Cứ sợ đi chơi về trễ quá ba nội lo. Dạ không, nhà không, con thoải mái lắm. Từ khi ba mẹ không biết con vậy, ba mẹ thoải mái lắm. Ba đó giờ có đi du lịch chơi đâu xa chưa? Dạ thôi chú, thì thật sự ra là gốc con gốc Huế. Con đã từng ra Huế nhiều lần rồi. Con chỉ về Huế thôi, con không có đâu chơi hết. Ủa vậy là ngày xưa là gia đình con ở ngoài Huế hả? Dạ ông ngoài Huế. Thì gốc ông ngoại con á, ông cố con là quan triều đình ở Huế. Thời Lê. Vậy là con vô gia đình con vô trong dạ từ hồi ông ngoại con vô từ hồi năm con không nhớ năm mấy nữa, nhưng mà vô từ hồi trước giải phóng á. Ông ngoại con hồi xưa là hiệu trưởng trường Bồ Đề ở ngoài Huế. Vậy là cũng lâu lắm rồi đó. Nói chung là nếu mà nói về người Huế là có phong cách học tập đồ thì rất là giỏi. Huế giỏi đúng không? Học quá anh về học vấn á. Nói chung là ở từ ở miền Trung. Cho nên là con được đào tạo từ gốc Huế mà chú. Nhà con dù vẫn còn ở ngoài Huế. Còn ông bà ngoại con thì mất hết rồi. Nói chung là Đà Nẵng rồi. Ông bà ngoại con cái mộ đang truyền thuyết hiếu học. Đang chôn ở bên Gò Dưa á. Gò Dưa chú. Anh ông chồng nào lên mộ ông bà ngoại em qua với em một bữa. Dạ, okay. Anh có về quê lại không? Dạ, thưa chú là con thì khi nào có gì con mới về. Tại vì cái hồi dịch thì con không dám về.
dịch là con giống vô đó. Ở ngoài đó giờ còn bà con đâu? Dạ tụi con nhiều lắm. Dạ còn nhà tụi đường nè, còn nhà mợ con này đó nữa. Nghĩa là gia đình định cư trong đây thôi. Dạ định cư trong đây nhưng mà bà con tụi đường vẫn còn ngoài đó. Ông ngoại bà ngoại con thì mất hết ở trong này rồi. Bà ngoại con thì mới mất 5 năm thôi. Ông ngoại con thì mất 15 năm đây rồi. Anh Kha có anh em đông không? Dạ thưa anh em thì con có hai đứa em. Mà một đứa em thì con không có thích làm chức vụ gì hết á. Con không có thích kiểu như là cò bó. Con giao lại cái chức tổng giám đốc công ty lại cho một người em của con đó là. Hai đứa em trai em gái? Dạ, hai đứa em trai luôn. Mà đứa nào cũng có vợ con hết rồi. Chỉ còn anh Kha thôi. Dạ. Chỉ còn mình coi là như vậy thôi. Chỉ còn mình coi là vậy thôi chứ chú. Chú đừng có cười coi là con ngại đó chú ơi. 39 tuổi rồi mà chưa lập gia đình nữa. Bởi vậy ở nhà nói à, mày là thằng anh lớn mà mày ông mày là thằng đụng tính tôi chán mày quá. Mà gia đình con gia đình gốc Huế nữa mà không ai chấp nhận hết chú. Gia đình con khó lắm nha chú, gốc Huế khó lắm chú.